Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ô Tô Hay. Vâng, là một chiếc Dematic. Đó, sơn xi màu trắng mang biển kiểm soát Điện Biên. Đó, sơn xi con này rất là đẹp luôn. Đèn pha, đèn gầm đầy đủ. Vâng, chiếc xe này thì sản xuất 2005, tư nhân sử dụng. Máy 0.8, rất là tiết kiệm nhiên liệu, hộp số sàn 5 cấp. Đó, em đang để máy lổ đây. Máy lổ rất là êm luôn, sơn xi sạch sẽ, la răng nguyên bản theo xe. Dematic chỉ có mức giá là 55 triệu đồng thôi. Đó, 55 triệu đồng một chiếc Dematic. Đó, chủ xe độ engine startup. Đó, vô lăng hai chấu này, màn hình USB, thẻ nhớ đầy đủ, táp lô táp ly sạch sẽ. Đấy, lộ thất ghế da và chủ xe khoác thêm áo ghế nữa nhá. Dematic 2005. Đó. Kính trước chỉnh lái, còn phía sau quay tay. Lộ thất ghế da sạch sẽ luôn. Đấy, ghế rất là rộng. Kết hợp hai tông màu đỏ và đen. Hệ thống âm thanh là 4 loa. Đấy, trần chiếc cũng rất là sạch sẽ. 5 chỗ ngồi, tránh mưa tránh nắng. Đó, lốp láp còn khá là mới này. Đấy, xe này sử dụng hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm xoắn phía sau nhé. Đèn đó mà rất là gọn gàng, sơn xi sạch sẽ, mang biển kiểm soát Điện Biên. Đó, form xe còn rất là đẹp luôn. Đó, anten với cá mập nhé. Phải nói là chủ xe thì rất là giữ xe. Đấy, độ lipo này, đó, dầm này, dầm bệ cực kỳ ok luôn. Đấy, lốp láp dày bịch. Đó, một chiếc Dematic 2005, nhưng chiếc xe này thì rất là cứng xe luôn. Nó chỉ có mức giá 55 triệu đồng thôi. 55 triệu đồng thôi. Sử dụng một chiếc xe đăng ký làm chỗ ngồi, đi lại tránh mưa tập, tránh mưa tránh nắng tập lái và đi lại công trình công trường cực kỳ ok. Đấy, thì, hoặc là ví dụ khi các bạn mà đi làm về điện đóm rồi các thứ để đồ rất là yên tâm, chạy lanh quanh. Trong này nói thằng anh về đi tiết kiệm nhiên liệu, máy 0.8 tiết kiệm. Nếu anh mà lấy tiết kiệm nhiên liệu luôn, ít tiền hơn. Dematic. Đấy, bảng tấm lô đồng hồ đây. Đó, máy đang lổ, máy lổ rất ok luôn. Điều hòa cơ. Đó, điều hòa rất là khỏe nhá. Điều hòa 2 chiều. Đấy, con này máy thì cực kỳ là chất rồi. Đó, chuyển động rất là êm, máy rất là vọt luôn. Cảm giác máy rất là vui vẻ luôn. Cực kỳ là vọt nhá. Con này máy móc thì cực kỳ là chất rồi. Vâng, sau đây em sẽ cho quý vị bạn xem phần khoang máy này. Đấy, chủ xe đổ rất nhiều loa tép nhá. Loa tép này, loa tép này. Thống âm thanh 4 loa. Máy lổ im như chó thở. Vâng, đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Dematic. Đấy, xe được trang bị 3 máy 0.8, công suất cực đại đâu đó khoảng hơn 50 mã lực. Đấy, nhưng mà rất là vừa vặn cho một mẫu xe hatchback. Và chiếc xe này thì chạy cực là khỏe, máy lổ cực kỳ là êm. Đó. Máy móc cũng khô ráo sạch sẽ. Cái này máy là chất lượng. Đấy, quạt gió hoạt động ấy nhá. Đấy, máy nóng mà quạt gió hoạt động. Máy đặt ngang, dẫn động cầu trước. Vâng, là một chiếc Dematic sản xuất 2005, tư nhân sử dụng, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp và dung tích xi lanh là 0.8. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5 lít đường hỗn hợp thôi. Đó, mang biển kiểm soát 27A 02837.
sơn xi sạch sẽ, làm 15 triệu đồng. Vâng, 55 triệu đồng thì bên em có lọc lá một chút xíu cho quý vị các bạn. Đó, chiếc xe này khá đẹp, quý vị trang bị rất là đầy đủ máy thực chất. Bên em lọc lá cho quý vị một chút, có thể hỗ trợ thêm một chút vận chuyển có thể cưa đôi với cái mức giá này. Vâng, quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em sẽ được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.